Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm mà cả thế giới, cả nước đang chung tay nỗ lực hết sức mình để phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thì ở Quảng Bình xuất hiện thêm một loại virus độc hại không kém lây lan trong xã hội. Đó là loại virus xuyên tạc sự thật, chống đối nhà nước, gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ và các cấp các ngành trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một trong những đối tượng cần phải lên án trong việc làm lây lan loại virus độc hại này, đó là Linh Mục Nguyễn Văn Hảo, quản sự Diên Tường, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn. Gần đây, trên trang Facebook cá nhân của Linh Mục Nguyễn Văn Hảo, quản sự Diên Trường, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, có tài khoản là Joseph Hao Nguyên liên tục đăng những bình luận, hình ảnh có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19, về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế, cũng như các bộ ngành, địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Linh Mục Nguyễn Văn Hảo cho rằng, một nhân định khả tín bệnh nhân COVID-17 chỉ là con cờ của ban tuyên giáo TU dùng để leo lái dư luận, tương tự như vụ chữ viết của ông Bùi Hiền hay nhiều vụ khác, để nhằm mục đích che đậy một mưu đồ gì đó, có thể là sợ anh bàn vàng TQ hoặc vụ đồng tâm chẳng hạn. Cái này chỉ có ma quỷ mới biết. Linh Mục Hảo còn dùng hình ảnh cá nhân của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và địa phương để bôi nhọ cũng như tung thông tin thất thiệt gây xáo trộn xã hội. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Đảng, nhà nước chỉ đạo quyết liệt, hệ thống chính trị tại địa phương đã và đang vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc, khẩn trương, quyết tâm cao. Thì lẽ ra, Linh Mục Nguyễn Văn Hảo cần đề cập tới đại dịch bằng tình hình thực tế, đồng viên, hướng dẫn bà con giáo dân cách phòng ngừa và ứng phó với đại dịch. Vậy mà ông ta lại chĩa mũi nhọn để xuyên tạc, nói xấu chế độ, chống lại những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của nhà nước Việt Nam và đưa ra những lời bình luận gây hoang mang, dao động trong dư luận. Ở khu vực thị xã Ba Đồn, ở Quảng Trạch, cũng có một số đối tượng lợi dụng vào cái dịch COVID này để đưa những thông tin xuyên tạc, nói xấu, nói xấu chính phủ, nói xấu cả hệ thống chính quyền. Và cái mà đáng buồn nhất là người ta đã phủ nhận cả một cái hệ thống chúng ta phòng chống dịch COVID rất tốt, trong khi cái điều kiện của đất nước Việt Nam chúng ta thì cũng đang rất là khó khăn và ở cạnh được bạn Trung Quốc và đang là cái tấm dịch mà số người mắc rất là nhiều, nhưng thì chúng ta đã làm rất tốt cái việc này. Ngay sau sự việc Linh Mục Hảo đưa những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến người dân lên án với việc làm sai trái, thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng này. Bởi bổn phận của con chiên là nghĩ, nói và làm theo những điều thánh thiền, cao quý, tốt đẹp. Những việc làm này của Linh Mục Nguyễn Văn Hảo đã đi ngược với giáo lý Thiên Chúa, truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo sự thật, công khai thách thức chính quyền. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy là Linh Mục Nguyễn Văn Hảo là có những cái phát ngôn mà được phát tán trên cái trang mạng cá nhân này với cái những cái lời lẽ là xuyên tạc, kích động, rồi nói xấu Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương. Nhất là trong cái các cái thực hiện các cái chủ trương về cái các cái dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh. Và đặc biệt thì mới đây nhất là Linh Mục Nguyễn Văn Hảo đã có những cái lợi dụng cái bệnh dịch COVID-19 để xuyên tạc chủ trương của các cấp các ngành, của toàn thể nhân dân trong cái nhiệm vụ chống dịch như chống giặc. Ngoài ra thì còn xuyên tạc rồi bôi nhọ hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước, gây bức xúc trong khi cựu chiến binh và nhân dân địa phương. Những cái việc làm nói trên của Linh Mục Nguyễn Văn Hảo thì đã vi phạm pháp luật, rồi vi phạm cái luật an ninh mạng rất nghiêm trọng. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị là các cái cơ quan pháp luật là cần phải kịp thời để xử lý nghiêm minh. Theo dõi một số cái thông tin trên mạng xã hội thì tôi nhận thấy đó toàn là những cái thông tin không có sự thật và hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở căn cứ. Và đó hầu như là những cái thông tin của những cái đối tượng nhằm gây chống phá, kích động để mà chống phá lại Đảng và nhà nước ta. Thì đối với tôi, bản thân là một người trẻ, thì tôi hoàn toàn phản đối đối với những thông tin đó.
Và là một người trẻ thì các bạn hãy nên biết chọn lọc những cái thông tin, biết đâu là thông tin tốt, thông tin xấu, và hãy là một truyền viên tích cực để chia sẻ những cái thông tin tốt đến với cộng đồng xã hội. Dư luận đề nghị các cơ quan chức năng cần phải kiên quyết xử lý nghiêm những chiêu trò bất hảo gây bất ổn xã hội của Linh mục Nguyễn Văn Hảo. Đồng thời, mỗi người dân cần tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai, phải trái và cùng lên tiếng, cùng hành động để đề kháng loại virus độc hại này.